có ông bà cụ già tám mấy tuổi mới chết, bị hổm làm đám rồi chết xong mà hoành hành cái phòng mấy ngày liên tục, chết xong bằng đêm và đi vòng cái phòng mà hù mấy bà già yếu thôi, chứ ai bà đâu dám hù những đức, ai khỏe bà đâu dám hù đâu, hù cái người trong phòng mấy bà già yếu, dù mấy bà già không cho mấy bà già ở trong phòng, kêu mấy bà già ra khỏi phòng, phòng này của tôi, chết rồi đó. Mấy cô bị hởm giờ không báo nhà đức, hôm qua nhà đức qua mà hôm qua cũng cảm ho ho đó, qua ho một cái bà giật mình không, bước vô ho một phát nói, bà làm trời làm đất ở đây chết rồi không chịu giảng sanh đâu mà ở đây làm gì mà giật giành phòng ốc để cho người ta ở người ta tu. Bây giờ ghi cái tên bà đem về bệnh hộ pháp đọc cầu siêu cho bà. Bà bữa nay mà bà mà lãng quảng cho mấy chú qua xử lý bà đó nghe cho bà biết, mà nói đại cho biết bà đâu xử lý. Ồ giỏi, bà già chết không, mà mình vậy là cũng gan lắm đó quý vị ơi, chứ gặp người ta tôi sợ ma thấy mồ ai dám nói câu đó. Quên mình nói gì, nhưng mà bà già phải sợ như đứa kia lắm. Hồi đó tới giờ nó mà ma cũng sợ nữa. Ừ kỳ cục vậy đó. Nói vị biết rằng hôm qua nói gì, hồi tối qua đi mà đó, sáng nay hỏi mấy cô hồi tối bà có chọc mấy bà già không, nói không mất tiêu đâu nhé. Ghê không, chết rồi mà có cái giường chắc phải vô thường mà đến bất tử mà không trở tay kịp, bây giờ vậy đó thấy chưa. Nó mà cái mê muội cái giường thôi đó, đừng có nói cái gì lớn lao, cái giường đó vậy mà mê muội mà vậy mà cuối cùng chấp. Bây giờ không cho mấy bà già trong phòng ở, bằng đi mấy bà vừa chớp mắt cái là vuông mấy bà già nói là bả ghê lắm, mới làm ngủ được, mấy bà già yếu quá sợ quá, đồn với nhau rồi sợ thêm, còn càng sợ thì mới càng hù. Ma bắt coi mặt người ta, tên nào nhát nhát nó lỡ nó hù hoài, ai mà sợ ma là nó hù hoài. Không, mà cái thời cuộc này ma bắt đầu nó nổi là vậy, thời cuộc này là ma nổi dậy nè, nó bắt đầu là kiếp nạn nhân sinh nó dậy đầy thì cái cảnh giới ma nó mạnh lên. Thấy không, phải nhiều người phải tu, nhiều người tu hành thì kiếp nạn nó mới quá giải. Cái thiện lớn nhất của người ta là niệm Phật, nhiều người niệm Phật mới được. Anh thấy không, trong chùa người thật việc thật xác thực rõ ràng, nói đâu xa lạ. Bên hộ pháp lúc trước có bà cụ trôi mà bà mà khi mắc đi mà con mới cho bà cái mền đó nhá, kể hoài câu chuyện, kể vì những cái câu chuyện này kể hoài cũng nên kể để cho quý vị nhìn nhận, đừng có mình đừng có mà gọi là lơ là coi chuyện bất tử mình dính mắc tầm bậy. Một cái mền thôi vậy mà chết xong đưa cái mền cho bà cụ cái bà đắp vậy mà tối bởi vì bà kêu trả mền cho tôi, kêu um sùm. Sáng bà kia nó nói mấy cô cái bà nào mà tối tôi ngủ rồi bà cứ đòi mền tôi hoài, cái mền này của ai? Bà cô kia nói mấy cô chăm bà cụ nó, cái mền của bà già mới chết, chậu là trời bà già mới chết, cái mền mới chết mà cái mền cái bà già nào mới chết đưa vị biết vị dám đắp không? Sao không đắp đại đi gì đâu không? Thấy không, đắp đại thì bữa nào đưa cô dịu sưng cái mền của bà cụ. Văn công phu trưởng đoàn mà sợ cái gì, rồi ô mai đồ văn trưởng đoàn mà chuyển đồ văn trưởng đoàn văn tu nhiều năm đồ thư luôn nè, bữa nào tôi đưa cho cái mền đắp thử cái mền nó ta còn giữ, bây giờ tôi còn giữ, tôi để trong cái tụ, bữa nào qua tôi đưa cho cái mền đó. Mền đẹp lắm nghe, thử coi mình công phu làm sao. Tối bởi vì mà kêu chà mền cho tôi. Lúc đó dạ tôi má mời con giả. Trời ơi ghê chưa. Sáng mai nghe không,
Mấy bà kia mới đem mền mới trả. Nhưng Đức vô, Đức này bà chết rồi còn đòi cái mền. Lo không lo giảng sanh mà lo đòi cái mền. Nà, mà thấy ghê chưa gì? Nó cái tình chấp con người nó nghe đi, không có đơn giản đâu. Bởi vì người ta ngoài đời người ta nói chết là ma, rõ ràng chết đa phần là ma hết trơn. Nên mình á, mình biết đạo, mình biết tu rồi, bây giờ mà nói mà người thân trong nhà mình mà chết đi mà về mà báo mộng đồ này kia, toàn là cảnh giới ma đạo quỷ đạo không đó. À, nhớ nghe, đó là đang nhắc nhở mình cố gắng tu hồi hướng cho người ta đó quý vị ơi. Quý vị ngồi đây có ai mà ngủ mà nằm mơ thấy ông bà cha mẹ mà đã chết rồi gì không? Có, thì họ chưa xíu, mà đa phần đó là cảnh giới quỷ đạo. Nên quý vị phải cố gắng tu hồi hướng cho người ta để giúp cho người ta siêu thoát đi. Cái này quan trọng dữ lắm á. Nó rõ ràng chưa? Đó là tu ở trong chùa đó, nhưng mà tu dễ quá. Nên như Đức nói với quý vị, bây giờ mình còn khỏe, mình cố gắng đi, chứ đừng có đợi tới già, già không có tiếp thu được. Tuy là tu tu vậy mà không có tiếp thu được. Cái điểm nào mà họ mạnh nhất thì nó đi vào cái điểm đó. Đó, già quá rồi. Bởi vì tổ sư nói rằng cả đời con người cứ lo những việc mà không dính vào mình. Đó, cứ lo những việc mà toàn là không có dính vào chuyện giải thoát không. Nhưng đến khi cuối cùng cuộc đời thì chớ dớ. Đây là 100%. Tổ sư nói cứ lo bận rộn, cứ bận rộn những việc thế gian. Khi cơn vô thường đến bất tử, trở tay không kịp. Khi sanh con nuôi con lớn rồi, đẹp, cứ vợ gả chồng, nó có con luôn rồi, vậy mà giờ phải bận tâm lo cho nó hoài. Nó lớn chồng ngồng luôn mà phải bận tâm cho nó. Có khi nó đi đâu mà bằng đêm nó chưa về là cũng lo, sao giờ này nó chưa về. Còn trong khi nó chơi với bạn bè nó vui nó không về, còn phận làm cha làm mẹ phải ngồi đó trông ngóng để lo. Không ngủ được, nghe tiếng clip cụp của cửa là chạy ra mở cửa liền. Cứ mang cái tâm đó để đến khi chết đi, rồi cuối cùng mình có lo cho nó được không? Quý vị coi bây giờ mình một ngày nào thì nó cũng ra khỏi tầm tay mình cũng xa nó thôi. Vậy đó mà không có buông được. Nhiều người lại nói một câu để mà bản thân của mình chấp nhận sự việc gì. Nói câu làm sao? Con mà, ông thầy không nói thì nói cũng đúng, nhưng con mà sao bỏ nó được. Vậy quý vị có bỏ nó không? Rồi một ngày nào quý vị có xa nó không? Cái việc quý vị đi về cực lạc, quý vị mới không bỏ nó. Quý vị mới có năng lực để cứu độ nó. Dù vợ chồng có thương nhau nhiều cỡ nào, đó là lúc còn sống với nhau phải chân thật nhiệt tình. Chứ thật sự mà khi mà bệnh đau chết rồi, có chia sẻ gì cho nhau được đâu. Mà đường ai nấy đi. Tại vì mỗi người mỗi nghiệp, mỗi người phải đi theo cái nghiệp duyên của mình. Mình chọn đường nào mình đi đường nấy. Gặp gỡ khó mong, khó gặp. Nên người thế gian không biết tu, tưởng rằng mình thương người đó quá, người đó người ta chết. Bây giờ mình chết rồi mình xuống gặp nhau ở suối vàng tầm bậy. Sao gặp được? Có gặp nhau cũng không biết nữa. Tại vì nghiệp lực nó đã cách xa nhau, nó không còn giống với nhau nữa. Bây giờ mình đến đây mà mình gặp nhau gì, mình gặp mặt mình cười một cái là mình có cái duyên thiện. Chứ có những người mình gặp nhau mình không có cười đâu, nó kênh mình á, chứ đừng nói chi mà cười. Có những người mình gặp nó có cười với mình đâu, nó kênh với mình. Mình vừa gặp nó nữa mày muốn gì, quýnh mày bây giờ. Nó vô duyên dữ lắm, không có giỡn. Hồi xưa trên thành phố mà nhà Đức ưa gặp cái trường hợp đang chạy xe Honda, mình quên đường mình ghé lại cái thằng sửa xe, mình nói anh cho hỏi đường này qua đường đó đi đường nào. Nó nói quýnh mày bây giờ. Nó trời trời xấu vô duyên người chồng. Làm nó thấy mình làm gì, mình hết xe mình chạy cái vụ đứng quýnh mày bà sao. Thấy chưa? Vì thấy đó là cái việc mà rõ ràng mình thấy là có những cái nghịch duyên trong cuộc đời này bất chợt tự nhiên chửi mình, thấy không? Nhưng mà có những người bất chợt tự nhiên gặp mình mở nước uống vui vẻ cười với mình thăng mặt. Nên thiện duyên ác duyên trong cuộc đời là do nhân quả của mình đã trồng mà gặp. Này là rõ ràng lắm quý vị à. Nên tu hành là gì? Tu hành là nó cởi mở cái nhân, cái quả, cái nghiệp chướng đó. Mà cái nghiệp chướng của con người đến với con người nó đi từng đoạn đường khác nhau, lạ lắm. Có những lúc ban đầu thăng, về sau ghét.
rồi ghét xong rồi thương. Nó nghĩa là giống như cái câu nói mà xong có khúc người có lúc. À, nó có khúc. Có khúc này thương, khúc này ghét, khúc này thương, khúc này ghét, có không? Bây giờ đơn giản thôi, mấy bà đi tu chung với nhau, mấy ông đi tu chung với nhau, có không? Có khúc mấy ông bà thương nhau ghê, nhưng có khúc mấy ông bà lại ghét, rồi có khúc mấy ông bà lại thương, rồi có khúc sao ghét. Nhân Đức nói thiệt, thà ghét gì ghét mà khúc cuối thương phức cho rồi. Quá giải nghiệp quý vị à, hiểu không? Chứ bây giờ nó thương từ đầu cho tới cuối mà cuối nó ghét mới ác. Này là kết luận nó xấu. Nên con người á, thà gần cả đời hư nhưng mà cuối đời lại tu, nó đạt hơn là gần cả đời tu mà cuối đời bỏ đạo. Này mới chết nè, thấy chưa? Nên gặp Phật Pháp mà tu cả đời luôn á, là cái chuyện này không đơn giản. Phải gặp một người mà nhắc nhở, chỉ dạy sâu sắc gần gũi nhất để mà mình tu hành. Thật sự mà nói, mình khi một hơi thở thở ra không hít vào mình chết rồi, còn cái gì đâu mà hung mà dữ mà ghét. Ôi ơi, kìa có bà cụ già cái bên đây này, mấy ngày nay Nhà Đức giảng đó, làm cái sự mà chưa đưa ra lên, bà bị ung thư đại tràng quý vị. Cái con thịt nó lòi khúc gì ra đây đi coi. Mà ăn cơm xong hả coi nha. Chưa ăn cơm mà coi cái gì ăn vô. Ở gì đâu mà cơ thể của người ghê quá. Mà bà nghe Pháp Như Đức 7 năm niệm Phật, Như Đức hỏi bà có đau mà nó không, vài bữa đưa lên cho vị coi. Không đau mà nó bự gì nè, bằng hai cái tay Như Đức đưa ra gì nè. Một bên nó lòi ra một cục thịt khúc lớn, bé lớn, dài ra đổ quét. Y gan cục thịt bò mới cắt mà chưa làm, đổ quét luôn. Mà cái cục thịt đó nó lòi ra là trong nó có cái lỗ. Mà cái lỗ đó là đút nước tiểu này kia đồ ra đường đó đó. Ghê chưa? Kinh không mà bà chịu một chục năm. 3 năm đầu bà khổ, cực kỳ khổ, bà đau đớn. 3 năm qua đi bà gặp những đức chia sẻ Phật Pháp, bà nghe và bà niệm Phật tới giờ. Bà nói đúng là hay thế ghê, con nghe Pháp thầy con niệm Phật không đau. Nó rõ ràng không đau luôn. Này bên đây nè, kế bên này bà ở đây nè. Kinh chưa? Nghĩa là trả qua báo mà niệm Phật chuyển nghiệp. Trả qua báo phải trả nhưng mà niệm Phật chuyển nghiệp không đau. Mà nhìn thấy ghê mà không đau. Nó rồi có những người như cái bà bên đây, gia đình cha làm heo, quay heo, bả quay theo. Cha quay heo, bả quay theo. Quay theo luôn. Cuối cùng ông cha quay heo bán, bả quay theo, bả cầm tiền. Quê mày quê thì những chí. Quý vị biết rằng bữa nay cái mặt nó như con heo, da nó phồng lên cục đỏ y gan mà con heo bị quay luôn. Quý vị biết làm cái đoạn ký sự của bà, quý vị nhìn thấy kinh lắm, kinh lắm. Làm này đau quá, đau quá, bà làm gì đó ghê chưa. Bà nói là nó nóng không tưởng tượng được, nóng còn hơn cái gì một ngày bà thay 7 bộ đồ. Thì quý vị biết con heo mình quay nó nóng cỡ nào không? Bà nói một ngày bà thay 7 bộ đồ, nhân quả hiện đời, thấy vô thường đời người chưa. Ngày sát sanh nó mà nhìn rồi ô, nhìn bữa nay thấy ghê lắm kìa, đi đâu cũng cầm theo một cái khăn gì nè, vuốt gì nè, nước chảy xuống vậy đó. Vậy niệm Phật khó lắm quý vị. Không dễ niệm Phật mà vượt qua được đâu. Bây giờ cái tâm đau đớn của nó hơn niệm Phật rồi. Bà không vượt qua được rồi thì bắt đầu là nó dập bà luôn. Vì quan gia nó thấy quý vị không có cơ hội giải thoát thì nó xử quý vị đẹp mắt luôn. Thí dụ như bây giờ đi, mình thiếu nợ người ta, mình còn căn nhà, thì thấy quý vị không có cửa làm ra tiền trả xiết nhà thế sao? Thì bà còn cái thằng nó xử bà luôn. Nóng không tưởng tượng được, nó nóng bức vô cùng luôn. Đó đó. Nên những đức nói với vị nghe chứ, trong cái cõi đời này, quý vị mà ngồi đây mình nhìn xuống mà thấy mặt mày còn sáng sủa là quý vị là người có phước rồi đó. Những đức nói thiệt á,
Đa phần quý vị nghe những đức giảng pháp, đa phần quý vị là người đang có phước duyên dữ lắm, quý vị nghe được đó. Trời ơi, Trung Thu mà cầm đèn mà nhảy tưng tưng tưng. Quý vị nói mấy cái bà này đơn giản lắm hả? Cái bà này là đại phước báo, cái bà mới làm được điều đó. Chứ mấy cái bà bình thường khác cừ không vô. Vị nói ai cũng nói là vị nó muốn cừ là cừ, muốn chơi là chơi, không có cửa đó đâu. Có những người như Đức thấy rõ ràng cừ không nổi luôn. Như Đức kêu cừ cái coi, cừ không nổi, cừ coi. Nói vị nói chuyện đơn giản hả? À. Tôi nói thiệt 100% luôn nè, tôi gặp có nhiều người mà dùng sâu dùng xa thì đi đến nè, chưa từng được nghe pháp, chưa từng được niệm Phật, này nhìn một cái thôi, cái gì mà đưa họ lên hàng đầu tôi giảng không nổi luôn. Vì có giảng cỡ nào giảng cái mặt họ làm nè, làm gì sao giảng không dễ đâu quý vị à. Nên những cái người mà nó cùng hỏi cùng thiền quý vị không dễ đâu. Cùng hỏi cùng thiền mà cùng vui chơi đùa được nhau không giỡn á. Nói mà kiểu mà nghe pháp mà hưng khởi tâm, nghe nhân quả mà trong lòng cảm thấy đáng sợ là quý vị biết cái phước duyên cỡ nào chưa. Mà toàn là những câu chuyện như Đức ở đâu ai mà ngồi xuống kể chuyện nhiều chuyện gì cho quý vị nghe. Ôi ôi, tôi sắp đặt từ câu chuyện của đây ngồi xuống kể rầm rầm. Nó không đơn giản, thấy không? Đó. Nhưng mà họ nghĩ rằng tôi ngồi nghe pháp gì có tiền đâu. Đang ngồi nghe pháp ở đây, còn nhà không có gạo ăn, nghe cái gì? Nghe không vô, rồi ra ngoài ngồi nghỉ một chút. Họ không biết được rằng cái việc nghe pháp là cái việc tu, là cái việc có gạo. Họ không tin nổi. Họ đặt câu hỏi ngồi đây có gạo đâu. Chính bản thân tôi nói 100%, 2000 người trong chùa tôi làm cái gì mà có gạo ăn? Rõ ràng chưa? Nên chúng ta mà cùng hỏi cùng thiền á, ngồi chơi với nhau nó mới hợp được. Hãy nhớ kỹ. Ví dụ như bây giờ kẻ đờn người sướng thì mới được. Còn bây giờ mình đờn cũng le lử luôn mà. Nó ngồi nó không sướng mà làm gì vô tay hoài. Sao mình vỗ nổi kế bên, bây giờ mình ngồi kế cái người đó đi, mình vỗ tay mà nó cứ nhìn mình hoài. Sao kỳ cục cái trời. Mình vỗ tay mà nó nhìn mình hoài. Có những việc mà mình cười, họ nói gì cười á. Thôi rồi. Hôm nay ngồi không cùng hội cùng thiền. Ngồi không đúng fan rồi. Nó thiệt quý vị ơi. Bởi vì những Đức nói ngồi nghe pháp nó cũng phải ngồi cũng cùng fan đó. Thử đi vị, thử đi vị, nói bây giờ cái câu thật chắc của nó nghe. Bởi vì ngày cái gì, ngày gì mà những cái đông đọc, ngày những Đức ưa đọc nè, ngày Pháp Nhiên, ngày nói một câu đừng có nói như lý như pháp gì chứ. Chỉ cần cuộc đời bạn, đời này bạn tu mà được là bạn đạt rồi đó. Bản thân bạn được trước đi à, được trước đi. Có người hỏi bây giờ niệm Phật 10 câu, 100 câu như lý như pháp, còn người ta niệm 1000 câu không như lý như pháp, chọn chỗ nào? Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân ngài nói đừng có nói câu như lý như pháp trong đây. Niệm nhiều là tốt. Càng nghe mình mới thấy đúng ngày Pháp Nhiên Thượng Nhân cao thủ. Trong cái thời cuộc này vị hãy tự xem là quý vị niệm Phật đi biết liền cái gì. Nó ngồi đó niệm cho thanh tịnh, thanh không? Tịnh không? Trời ơi, càng mỗi ngày niệm cho nhiều là cũng mừng rồi. Niệm lâu ngày nó có lợi ích 100% quý vị luôn. Tôi chính tôi nè, niệm Phật mười mấy năm nay tôi biết nè. Nói mà niệm Phật mà nó không có vọng tưởng có cửa đó đâu bạn. Có khi bạn đang niệm Phật nó dẫn bạn đi không biết phương trời xa nào luôn. Nhưng bạn quay về được là cũng mừng rồi. Sao đi dẫn bạn đi luôn. Nên cái người mà nói như lý như pháp thì họ lại bỏ tu. Họ lại bỏ tu là họ thấy niệm Phật có kết quả, vọng tưởng nhiều quá. Còn mình mà biết niệm Phật là có kết quả rồi nên mình vọng kệ mày vọng.
tao niệm thì tao niệm mà. Niệm với nó có kết quả luôn. À, nên có nhiều người khổ te tua gần hết cuộc đời. Nhưng quý vị nói vị dẫn đi nghe pháp, họ là người không có cái duyên đó, đố họ nghe được cho vị biết đó. Nên trong nhà Phật nó có câu nói là Phật độ người có duyên, người không có duyên làm sao độ. Nên mình có tâm thì mình cứ dẫn ta đi, gieo được chút nào đỡ chút nay, hiểu không? Đó. Quý vị biết rằng những cái câu chuyện nhân quả mà như Đức kể cho quý vị nghe đó là những cái câu chuyện của mình đó, chứ không phải là của ai ở đâu xa đâu. Rồi sớm muộn người vị sẽ thấy nó sẽ đến với quý vị nè. Đó, đừng có nói mà không đến với mình. Cái chữ mình là của nhau á, là mỗi người chúng ta sẽ đến với mình trong cuộc đời này nè. Tu không tu gì rồi nhân quả nó cũng sẽ đến với chúng ta nè. Chúng ta đòi hỏi là bản thân mình có cái bản lãnh tu mà để mình vượt qua được hay không, cái này là cái quan trọng nè. Vượt qua được là sao? Vượt qua được là trong cái khổ đau đó bạn có cởi mở được hay không. Còn thăng thì phải chịu đau khổ đó, là qua báo phải trả đó, chứ đừng có nói mà không trả đó. Nên khổ đau nghèo nàn gần hết cuộc đời, mình phải nghe Phật pháp, mình phải nghe để rồi mình hiểu, mình xây chuyển cái nghiệp duyên của mình để cái tâm mình nó cởi mở, nó vui vẻ. Nên những Đức nói rằng có nhiều cô đi về chùa mình mấy năm nay, những Đức thấy mấy cô tu có kết quả rồi đó, mấy cô cứ cười hoài là có kết quả rồi đó. Nói thiệt á, không có dễ cười đâu. Tôi nói thiệt 100% luôn, không có dễ cười đó. Cười không phải là cái chuyện dễ làm đâu quý vị. Cái người mà không từng cười không có cười được. Trời ơi, tôi nói mà không tin hả? Phải tin chỗ này đó. Mình cười giống như mình hát một bài hát vậy đó. Khi bị hát quen rồi là làm gì nó cũng hát. Giống như niệm Phật mà niệm quen rồi làm gì cũng niệm. Khi bị cười quen thì ưa cười lắm, ưa cười lắm. Mà phải tập nghe, phải tập cười đó, phải tập sanh tâm hoan hỷ thì nó mới ưa cười. Chứ con người mình nó không có cười lâu ngày nó thành quen, là mình đi đâu cũng cái mặt mình đóng à. Ồ, quý vị, những Đức nói quý vị là người làm giám đốc hay công ty xí nghiệp gì đi, hay quý vị là người chọn nhân viên đi, quý vị vừa gặp cái người đó cái mình nói không muốn nhận, nhìn sao mà nó tối tăm quá trời mà nhận cái gì. Thì biết cái người mà không cười, không nghe pháp, không tu là quán khí bu đầy xung quanh họ, quán khí bu đầy xung quanh họ luôn. Nên họ đen thui à. Đen không phải là cái người xấu, mà cái đen này là quán khí mờ mịt, chứ không phải nói cái da đen. Trời ơi, có những người da người ta cũng đen, nhưng mà quý vị nhìn người ta là có cảm tình à. Thật sự quý vị, có những người người ta nói một câu này: ông này ông đen nhưng ông có duyên, thấy chưa? Bà này bà đen mà có duyên. Đen thui thùi lùi mà có duyên, đúng không? Câu miền Tây đen thui mà thùi lùi mà có duyên. Tuy là quý vị đen nhưng mà quý vị lại không bị quán khí bu đầy. Nhưng có những người họ bị quán khí bu đầy, cái quán khí bu đầy họ luôn. Thì cái người này quý vị vừa nhìn họ là nó không có một chút gì phước duyên cả. Quý vị tin rằng quý vị muốn cho tiền một người nào, quý vị muốn cho cổ một người nào, quý vị muốn giúp một người nào làm việc, quý vị chỉ cần nhìn người đó quý vị tự nhiên sẽ không bao giờ giúp được, không bao giờ cho được và không bao giờ giúp được những cái việc mà cần giúp cho họ. Dù lại bị muốn làm luôn, không làm được. Đây là 100% luôn. Chính bản thân tôi thí nghiệm, chính bản thân thí nghiệm luôn. Nó thấy người thân đôi khi khổ te tua, người ta mình còn giúp, nhìn họ một cái tự nhiên mình bỏ đi mất tiêu. Người thân luôn, gặp họ một cái đi, để tiền túi sẵn à, định cho họ chút đỉnh. Vừa gặp họ nhìn cái, nhìn họ vậy nè, ủa sao kỳ trời, sao mình gặp ai mình cũng thấy tội nghiệp, sao cái người này sao mình thấy tội nghiệp mà lại không có cho được, không có cho được.
Thường là mình giúp người ta rẹt mà ngộ thay người thắng mình luôn, không được. Trong tâm nói không được, thôi vậy là được rồi, thôi đi, không có cho được, làm sao miễn cưỡng được. Ghê chưa? Chuyện đơn giản hả quý vị? Quý vị mà tu có phước duyên thử coi, người ta vừa gặp quý vị thì khỏi cần nói gì người ta cũng thương nữa. Người mà đã có phước duyên rồi, người ta vừa gặp bị người ta thương liền. Nên khi người ta thương quý vị mới có đầy đủ cuộc sống. Thương mình mới có đầy đủ cuộc sống. Quý vị nghe pháp đi rồi quý vị mới thấy cuộc đời bị nó thay đổi. Nó thay đổi từ đâu? Từ quý vị có nụ cười mà nó thay đổi đó. Từ có nụ cười mà thay đổi số phận cuộc đời đó. Nó rồi mặt tự nhiên nó tươi à. Không thôi nó u sầu á. Có cái bà kia bữa đó bà gặp như Đức bà nói: thầy đúng là vô thường ghê. Con mà không nghe thầy giảng làm sao con chịu nổi cú sốc này thầy. Nó bà bị gì sốc gì vậy? Chồng của nó đang thương con kinh khủng luôn mà tự nhiên nó nói chia tay đi em. Nó nói vì sao kỳ cục vậy trời? Đang thương nhau tự nhiên chia tay. Không, thích chia tay là chia tay. Trong cuộc đời này thích đến thì đến, thích đi thì đi. Chồng nói vậy đó. Bà nói à, vậy là anh thích hả? À, thích như chiếu. Tại vì nó thích mà, nó thích chia tay, nó quyết định chia tay luôn. Bà nói trời ơi thầy ơi, con mà không biết Phật pháp chắc mà chết luôn á thầy, chịu không nổi. Sao mà kỳ cục cái chợ? Rõ ràng thầy ơi vô thường thầy ơi. Bất tử nó đến là nó đến liền, trở tay không kịp. Mà nhờ con nghe thầy giảng con mới trở tay kịp với nó đó. Ghê không? Trở tay kịp với nó đó. Thôi bị thấy chưa, bị biết Phật pháp, bị thấy nó vô thường chưa? Nó có những cái tình thương trong cuộc đời này á, nó chỉ có một đoạn đường ngắn ha quý vị. Quý vị đừng có nói người ta vô tình phụ nghĩa gì. Cái tình thương nó chỉ có khoảng bao nhiêu đây là đến đó là xong. Rồi bây giờ bắt buộc người ta thương có được. Tự nhiên nó hết tình thương rồi. Giống như của có 1 triệu, xài hết 1 triệu rồi tiền đâu xài nữa. Hiểu không? Mà trong cái thời gian xài 1 triệu có tạo ra, nên nó đâu có tiền để xài. Cái tình thương nó có 1 triệu, mà bây giờ thương chỉ hết 1 triệu là xong. Nó không bồi dưỡng thêm cái tình thương, nên cuối cùng nó phải chia tay với nhau. Nên nhân quả sâu sắc. Quý vị nghe rồi bị phải cởi mở tâm tư. Này quan trọng lắm nè. Nó nên mình mà gặp với nhau trong cuộc đời này, vợ chồng đồ, mà nói rằng mà đến với nhau mà cùng tu, như ví dụ như đây ngồi đi, hai vợ chồng mà ngồi nghe pháp tu đồ, nó không đơn giản đó quý vị ơi. Mà mình là biết tu rồi, nó có cái sự cởi mở với nhau tốt. Cái gì nó cũng tốt chứ, là nó đặc biệt dữ lắm. Chứ đừng có đòi hỏi nó tròn vẹn. Trong cuộc đời mình thường là có những cái mình không vừa lòng, mà mình đã thấy được rồi đó mà nó không vừa lòng. Người ta mong được như mình đó mà người ta không có được. Mình đừng có đòi hỏi cao quá. Con người mình chỉ cần mình thấy được một cái phần trăm, khoảng cỡ 70-80% là được rồi. Đừng có đòi tới 100%. Mình đòi 100% là nó mắc sạch đó, chứ đừng có nói chuyện dẫn chơi. Giống như có cái bà kia, chồng của bà tu được thờ, bà nói con bực bội ghê thầy, con kêu tu thêm một thờ nó mà không tu là không. Nó trời ơi là thờ người ta, chồng người ta nó không tu một thờ luôn. Bà đi chùa nó còn cản luôn kìa. Nó, còn cái này nó lên tu một thờ là cũng mừng rồi bà ơi. Nói vậy là được, bà có được voi đầu tiên hoài. Hiểu không? Chồng nó biết tu hành là mừng rồi. Khi chồng mình nó biết tu hành, nó nghe nhân quả rồi, nó đâu có dám đi làm tầm bậy tầm bạ. Nó đâu có dám làm sai, nên mình yên tâm. Cái việc gì nó làm mình yên tâm, mình không có sợ hãi. Bản thân mình đã thoải mái rồi đó, không cần lo nghĩ nữa. Còn vợ mình biết đạo biết tu, nó đâu có dám tầm bậy tầm bạ. Trời ơi, nó quý chồng muốn chết, chứ nó đi làm tầm bậy tầm bạ cái gì, nó tào lao nữa, nó vừa tội. Đúng không? Cái người khi họ nghe nhân quả sâu sắc là nhờ cái nhân cái quả mà chỉnh đốn cái điều mà họ chuẩn bị là tạo tội nghiệp. Còn cái người mà họ không nghe nhân quả đó là nó tự nhiên nó đi tạo tội nghiệp, bị nghiệp quả dẫn dắt nó đi tạo tội nghiệp để làm cho gia đình tan nát chơi vậy đó. Còn cái người mà biết tu là nó giữ được cái gia đình hạnh phúc,
là vì nó nhìn được cái nhân duyên tốt như vậy, nó bồi dưỡng cho nó không có đá đổ. Không có đá đổ đâu, chắc chắn quý vị luôn á. Chính những đức nói chùa mình đông người vậy mà ai cũng yên tâm, ai cũng vui. Cái việc này là hy hữu, khó gặp lắm. Trong cái thời cuộc này quý vị coi, bao nhiêu cái gia đình bây giờ nè, nó đang lên bờ xuống ruộng. Vì không có tiền mà vợ chồng cứ đục lục cự lộn hoài. Nó bây giờ không có tiền bạc vậy chứ, buồn quá, thằng chồng mua xị rượu gì nhậu. Con vợ nói dùng cái thứ mày giờ này không kiếm tiền được mà ngày còn đi ăn nhậu. Thì thằng chồng tức lên nhậu xị vô xong quýnh, đập nhà cửa sụp. Nó không có tiền nó xảy ra bao nhiêu vấn đề. Nên trong cái cuộc đời này, tại sao quý vị biết người ta lao đi kiếm tiền? Vì đồng tiền nó quá quan trọng đối với loài người chúng ta. Vì không có tiền làm được gì đấy. Nhưng mà quý vị biết cái cách mà kiếm tiền là từ cái tâm an lạc, cái tâm thoải mái. Mà nếu mà nó không có tiền làm sao tâm thoải mái đây? Tâm thoải mái nó mới kiếm được tiền, mà có tiền mới tâm thoải mái. Ôi quý vị thấy, nó quay tới quay lui, quay xuôi quay ngược, không biết mình bị quay về đâu luôn á. Không đơn giản như bị nghĩ đâu. Nó mà khi mà nghèo quá mà nói mà tu đạo cực kỳ khó khăn. Nó quá nghèo sao tu đạo, mà quá giàu cũng khó tu luôn. Nên quý vị biết mình mà được ngồi nghe pháp, biết tu, chịu tu, cái việc này không đơn giản. Không đơn giản đâu. À, nhất là cái thời cuộc này nè, bắt đầu là có kiếp nạn đủ loại đến nè. Kinh tế làm ăn rồi, những đức nói trong cái thời cuộc này quý vị đừng bao giờ mà ra mặt làm ăn lớn. Đừng có ra mặt làm ăn lớn. Mà trong cái thời cuộc này là cái thời cuộc quý vị làm cái gì biết không? Tu phước. Người khôn nhất là trong thời cuộc này tu phước. Vì sao vậy biết không? Vì cái thời cuộc này là kiếp nạn. Đã là kiếp nạn mà nếu mình không có phước thì nó giật mình tiêu luôn. Cái khôn tu phước. Trong cái thời cuộc này phải tu phước cho nhiều, để cái nạn nặng đến nó thành nhẹ, mà nạn nhẹ đến biến mất luôn. Mà khi nạn qua rồi phước báo mình dày, bắt đầu nó thịnh. Thịnh lên liền. Thịnh lên á. Đó. Nên hồi nãy gặp cái cô kia có nói thầy, đắt mà một miếng đắt mà hồi lúc trước mà ta đòi mua 3 tỷ mà bây giờ mà 500 triệu nó không mua luôn. 500 triệu mà nó không mua nó chứ đừng nói mà 3 tỷ mất công. Nó nên những đức nói với vị nghe. Vậy đó mà trong cái thời cuộc này á, nếu quý vị mà không có thiếu tiền, quý vị có tiền sẵn không thiếu chứ. Như những đức mà ngoài đời là những đức chơi vài lô đắt liền. Chắc chắn quý vị luôn. Không làm thiện thì làm, nhưng mà để đó nó mua đắt để đó đại vậy đó đó. À, mua đắt để đại đó vậy đó, những đức tin 100% với cái thời cuộc vừa Phật pháp hay đời đạo gì cũng gì. Ví dụ như Phật pháp mà đến lúc nó suy nhất thì nó sẽ có cơ hội thịnh nhất. Suy nhất là sẽ thịnh nhất. Quý vị coi cái nền kinh tế mà nó đã xuống dốc nhất thì nó sẽ đi lên. Chứ nó xuống đến mức nào, nó xuống đằng chết hả? Nó sẽ đi lên. Mà bây giờ nó đi xuống chịu cái khoảng thời gian dài rồi, cái lúc này là lúc chủng nhất nè. Mà chủng nhất là nó sẽ bẻ lên lại. Nhưng mà không có tiền thì đừng có chơi vậy bà. Chơi là chết. Không có tiền mà đi hỏi tiền lờ là chết á. Nói đây là nói có tiền, có vàng dòng, có của cải sẵn. Thôi mình cũng xài được rồi, mình trường số xài. Còn nhiêu mình thấy đâu được vài miếng đất thấy có địa điểm ngon ngon. Sau này không cần làm nhiều, có mấy miếng đất nó sống lai rai là được rồi. Mà còn có tiền cần làm gì làm cũng có luôn. Thì vớt vài miếng đất đàng hoàng để thí đó đó. À, xây tường rồi lai rai để vòng vòng đó đó. Vậy đó mà sau này bị sẽ thấy. Khỏi cần làm ăn gì nhiều, nhiêu đó cũng đủ sống cả đời. Cũng không hết tiền nữa. Ừ. À. Còn vì sao quý vị biết không? Vì cái thời cuộc mà khi mà con người quá khó khăn mà tiền mà có nhiều nó cũng phiền phức cho mình. Chứ không chuyện giỡn chơi đâu quý vị. Nên mình sống cái kinh tế mình phải nhìn nhận được. Mà tu mình cũng tu được, mà kinh tế cũng nhìn được. Mà cái thời cuộc này là cái thời cuộc mà tu phước dày là nó hay nhất. Tu phước được là nó hay, mà không có cái phước nào bằng cái gia đình mỗi ngày niệm Phật. Nó thiệt lắm. Không có cái phước nào bằng cái phước mà mỗi ngày niệm Phật trong nhà. Nhà mỗi ngày niệm Phật.
bán buôn cái gì cũng niệm Phật. Cứ niệm Phật đi, bán có ế đâu, đừng có sợ. Tao nói chùa mình mà đông gì mà tao nghe tao xanh mặt luôn. Mà gì mà sống lai rai ngon lành là gì sao niệm Phật. Nhưng Đức nói chùa mình mà nghĩ niệm Phật một cái đi, mấy bà già bà đói chết queo quá chứ. Đừng nói chuyện giờ đói chết luôn á. Ai cho bị ăn? Trong thời cuộc này ai mà cho ăn 2000 người? Bây giờ nói bây giờ chùa mình ai muốn cúng bánh thì cũng khó nữa. Bây giờ cúng mà mua 2000 người ăn nó đâu có đơn giản đâu chàng. Nó đâu có đơn giản, việc này làm được. Nhưng á, mình chơi mình góp gió thành bão. Cái một chút nó một cây làm dẫn nên non, mà nhiều cây nhập lại mới nên hòn núi cao. Hiểu không? Người một chút mà tạo thành một cơ ngơi lớn lao. Giống như khởi đầu của căn nhà này, nhà cái chánh điện này, khởi đầu của chánh điện này là cái gì? Là cục gạch. Vị phải không? Có ai xây dựng không khởi đầu là cục gạch không? Chứ không lẽ cục gì? Khởi đầu là cục gạch chứ cục gì? Đúng không? Quý vị chỉ có nhìn cái nhà to nhưng quý vị quên cái khởi đầu nó là cục gạch. Con người ai cũng cái khởi đầu là chằng chụi chứ. Đúng không? Khi sanh ra có gì đâu. Ai cũng khởi đầu là chằng chụi hết trơn à. Nên từ nơi đó mà quý vị biết á, con người chúng ta đều có thể có cái khởi đầu nhỏ nhất. Nên cái nhỏ mà tạo thành cái lớn. Nên mỗi ngày mình dù mình không có tiền, mình nghèo, không có tiền bố thí cúng dường, nhưng mà mỗi ngày niệm câu Phật hiệu tại sao không niệm? Sao không niệm Phật? Có bà đó, bà đi đến chùa, bà nói Nam Mô A Di Đà Phật. Cuộc đời của con nghèo nàn lắm Phật á, thấy về chùa người ta cúng dường mắc ham, hoa quả trái cây sùm, con không có đồng bạc nào mua hoa quả, con buồn quá Phật á, con buồn quá Phật á. Phật nói mày ngu quá mày. Mày sao niệm Phật đi mà mày buồn? Tự nhiên không có tiền cúng dường mày buồn chi à? Hiểu không? Niệm Phật đại đi, tự nhiên mày buồn vô duyên. Người ta có tiền người ta cúng sùm mày kệ người ta. Mình không có tiền thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm câu một là được rồi, là cúng dường cho Phật rồi. Mà cúng dường cái này mới là cúng dường mười phương chư Phật. Đúng không? Ví dụ như bây giờ trước mặt Nhân Đức để bó hoa giả này, ai ngửi mùi được không? Để hoa làm chi vậy? Để luôn luôn nhắc nhở mình phải gieo cái nhân thiện để có quả thiện. Tượng trưng thôi, chứ trên bàn thờ của Phật mà dọn tá lả âm binh lên chết. Có cái bà đó, bà lại chùa mà nói: dạ thưa thầy, con có cái tật. Nói cái tật gì? Cái tật là đem đồ về chùa cúng mà không thấy đem bàn thờ cúng là con tức. Nói cái tật của cô cũng đặc biệt thế ghê. Cô mà có cái tật đó, cô về chùa mình là coi chừng đứt cái tật đó đó. Bỏ cái tật đó đó nghe. À, vậy thì bà đừng có đem về chùa này cúng. Chứ bà đem về chùa này cúng là bà phiền não chết mồ. Bà đem về bà cúng cho chùa, người ta tiếp nhận. Trên bàn thờ chỉ cần có thờ rồi, quá quả trái cây là được rồi. Bây giờ tôi hỏi bà chùa người ta về y y, mỗi người đem một chút đồ gì đều đem lên cúng cho Phật. Vậy thì cái bàn thờ này còn cái bàn thờ không? Mà bà nói cái tạc. Chắc bà nói cái tật với tôi sợ bà quá. Nói bà đừng có đem đồ gì cúng nữa thì bà hết cái tật nè. Hiểu không? Thôi tầm bậy tầm bạ. Tự nhiên cái tật gì mà cái tật vô duyên. Phật ngày từ bi. Quý vị biết rằng con người ta tu hành đa phần ta dựa vào cái đức của Phật để ta sống. Nói cúng dường cho Phật chứ thật sự cúng dường cho những vị Phật chưa thành này nè, cho nó ăn để cho nó tu.
chứ bà kêu đem bàn thờ cúng cho Phật, Phật có ăn đâu, mà bà kêu cúng cho nhiều cho nó để nó móc meo nó hư nó bỏ hả, vì bà cúng đâu có kết quả. Bà cúng xong mà ta đem ra cho người ta ăn liền mới có kết quả bà ô. Không, bà nghe các bà nói trời sao thầy giảng đúng tình đúng lý dữ cái trời, bà nghe bà hiểu, thấy không? Đến chùa mình ai mà đem đồ ăn lại là cắt ra ăn hết. Nói, trời ơi đâu mà mỗi lần mà đem lỡ đem bàn thờ, chắc người đem đồ bánh tét đem bàn thờ, đem đồ bánh ú đem bàn thờ, đem đồ bánh cam đem bàn thờ, bánh ít đem bàn thờ, bánh bò đem bàn thờ, tao thờ giết chắc tôi khỏi giảng pháp luôn. Tại vì sao? Nhiều bánh sau lưng quá thèm hết giảng. Mà mấy bà mà cúng cái kiểu đó dễ nhiều rồi là cái bàn thờ này nó không còn sạch. Chuột tập trung gì, kiến tập trung gì, gián tập trung gì, thằng lằn tập trung gì, mũi tập trung gì, thì cái bàn thờ của Phật phải bày hay không? Nó nên từ nó đó cái bàn thờ của mình không phải cái bàn của tôi của nó lộn. Cái bàn của tôi giảng đây mà còn để cái chậu hoa giả kìa, mấy bà thấy để hoài mà có tàn đâu, tượng trưng thôi. Chứ không lẽ bây giờ mỗi lần mà bây giờ mà giảng pháp là cấm một chậu hoa thiệt, tốn tiền. Thấy không? Để tiền đó mua sữa cho mấy bà già uống. Thật chắc hơn, đúng không? À, quý vị nghe những đứa chia sẻ thấy vui vui mà nó cởi mở tâm tư nghe. Nhiều bà đi chùa chấp lắm. Mấy bà này chấp dữ lắm. Gặp tôi mấy bà mới hết chấp. Mà làm sao mấy bà hết chấp? Vì mấy bà chấp gì danh hiệu ai với đạo Phật mà hết chấp. Chứ buông ra chấp tá lạ âm bình, chấp dữ lắm. Ồ, nghiệp chướng nặng nề. Là chúng sanh diêm phù đề, kiên cường khó giáo hóa. Gan dạ lắm. Bao nhiêu cái khổ đau chứ gan lắm. Gan dạ. Nên từ nơi đó mà cái vô thường trong cuộc đời nó đến bất tử đó. Siêng tu đi, cố gắng mà niệm Phật. Ở nhà hai thờ đừng có bỏ. Đi đứng nằm ngồi cố gắng niệm Phật. Mấy ngày nay đau cổ, rét cổ. Mà những đức mà khi mà bị bệnh là nó kéo dài thời gian. Cái thời gian mà đi đến bệnh là nó không đơn giản đâu. Nó phải chịu này bị kia rồi mới đi đến bệnh. Nghĩa là hoặc những đức bệnh cái là cũng khó. Tâm quyết quý vị. Nó phải đi từ công đoạn mà tới khi mà cảm xúc mà đau nặng luôn là có ngày giờ nó giờ đau sắp nặng rồi hiểu không? Cổ đau mà vẫn nói chuyện đúng không? Kệ khao chứ bị nghe được thôi chứ sợ gì đó. Cổ nó rét ghê lắm nghe, mà những đức nói không, mình phải niệm Phật cho nhiều. Mình phải tin Phật, thấy không? Rồi sốt, thấy không? Xong bắt đầu là những đức lấy cái máy niệm Phật, đeo, đứa kéo lên, kéo sát đây. Để đây. Sát rồi. Đi mấy bà già mắc cừ á, mấy bà già mắc cừ đi. Để ngay gần cổ luôn. Vậy đó nghe, hay ghê. Sáng hết trơn sốt. Bị ghê chứ, quá hay luôn. Bởi vì một câu Phật hiệu quý vị hay lắm, giải quyết nhiều vấn đề. Chứ cần cổ mà người ta mà đau người ta khan tiếng dễ gì hết. Vì mà quý vị thấy như Đức nói chuyện hoài có nghĩ đâu, đúng không? Chuyện hoài mà à, mà khi cần cổ nó ngứa ngứa nó ho thì mình nói chuyện cái tông nó không có lên mạnh quá được. Vì lên mạnh nó ho nó ngứa, nó kệ nó, chiều nó chút đi, mình còn đánh chặn dài dài, tối đêm nay, sáng mai, đánh chặn cái kiểu này ngày mai hết chân bệnh luôn, sợ quá chạy, sợ bệnh chạy, bệnh nó sợ quá nó chạy. Tối đêm nay trung thu bên hộ pháp đông lắm, thấy cái mồi đông. À. Ừ.
Nên mấy ngày nay cũng cầu ông trời ông đừng có mưa. Nhưng mà giờ ổng mưa tới tới luôn mà, giờ mà ổng không mưa. Nhưng mà thôi không mưa vậy, mưa mà chiều to chiều chiều cũng đừng mưa. Thấy không? Phần nghiệp con cháu nó cũng đi đến đây nó dự trung thu. Cũng mong cho chúng sinh nó vui một chút. Thấy không? Chứ về mà mưa gió cũng tội nghiệp. Trung thu mà mưa chịu thua. Nó nên á vậy mà mấy lần chùa mình tổ chức 4 lần trung thu nó không có bị gì nghe bị. Chất ngon lành luôn á. Đó. Tối hôm nay coi chúng sanh nghiệp chướng thì sao? Không đông lắm quý vị ơi, mà ba điểm chùa mà chắc chắn là hộ pháp mình là đông nhất. Đa phần chắc người ta qua bến hết trơn. Còn bên đây thí dụ như 700-800 người. Bên Đại Tùng Lâm 700-800 người là dữ lắm. Bên mình là giá chót chắc khoảng 4.000. Đông mà chứ không giỡn đâu nghe. Đó. Nên từ nơi đó kia mấy cô chuẩn bị bánh trung thu, cắt đồ này kia đồ sẵn chuẩn bị. Kệ người ăn miếng mà vui. Vui chứ cái lọc chùa mà. Thấy không? À, rồi bắt đầu là kêu mua mấy cái quạt di cái diêm quạt mà để mồi á. Người đó kêu phát ra để mà bố trí ra để mỗi người tự đi mồi. Chứ giờ bắt mấy chục cô nó mồi le lử. Trung thu cho nó chơi đồ cho nó vui vui, tội nghiệp nó biết bị. Mấy nhỏ gái bắt nó đứng nó mồi lửa không? Ai chơi tung tăng còn nó mồi lửa hoài tức. Không giỡn đâu, mình phải tính cho nó thật sự mà nói khi ca sĩ hát người ta cũng phải coi. Thấy không? Ví dụ như là những đức hát hoài vì cũng coi hoài. Nhưng mà lâu lâu có ca sĩ người ta cũng thích người ta coi một chút chứ. Mà mấy nhỏ gái đều mà nó thấy ca sĩ nó cũng mê lắm. Ờ, à, lạ lắm. Nít đồ nó vái ca sĩ. À, bữa nay á, ví dụ như mấy cái phái đoàn như cô Sưng đồ nè, Mai đồ nè, Chuyển đồ nè, Thư đồ, một số cô á, như Đức cho trên khoảng 10 hàng, chi đồ lên trên. Để mình ít gì kệ người ta lợi chùa mình ta hát. Mà mình làm nền mà người ta thích hát ở chùa mình lắm quý vị ơi. Thích hát chùa mình á. Ví dụ như bạn đồ bình thường cũng được. Bạn ví dụ như áo thun đồ bình thường thôi. Trung thu mà khỏi bạn áo tràng cũng được. Tại mình trung thu mà mình bạn đồ bình thường thôi. Ví dụ như áo thun đồ bình thường vậy thôi. Xanh đỏ vàng tím gì đó ai biết quý vị. Trung thu mà nói trung thu nó mang gì đó quý vị. Thấy không? Mà phía trên mà ca sĩ ta hát mình làm nền những nít nó làm theo. Chứ nếu mà đưa nít nó lên trên chân nít nó quậy thì sao? Đó. Nó làm cho ca sĩ khó hát. Mình nghĩ cho người ta như bản thân mình thôi. Nghĩ như vậy thì bởi vì tại sao mà ca sĩ ta vì chùa mình, người ta hát chùa không đấy. Không mà chùa mình là ca sĩ gì nhiều đó. Chứ người ta mờ te tua chứ những đức đâu có mờ. Người ta tự rủ nhau người ta đến. Rồi người ta đưa lên chương trình người ta gỡ những đức thôi chứ những đức có điện thoại ai đâu. Đâu có. Này là 100% luôn á. Giao cho Hoa hậu Kim Tho. Tự cái, giống như ca sĩ thì tìm ca sĩ đi. Mình thì tu sĩ tìm người tu đi. Hiểu không? Hay hơn quý vị. Cái cách đó là rất hay. Chứ mình là ông thầy mà bây giờ phải mời người ta rồi. Người ta đến mình phải ngồi với người ta để bàn việc này việc kia hát ca. Không phải cái tông của mình. Không phải cái tông của mình. Cái tông của mình là chỉ cần giảng cho người ta nghe thôi. Ai lợi cũng phải ngồi nghe giảng. Hiểu không? Ta đến chùa mình ta nể, ta thích, quý vị. Nó nên không có lợi mà những đức ngồi ăn cơm chung gì đâu. Có ăn cơm chung thì để cho ca sĩ tự người ta ăn chung. Người ta sẽ thoải mái hơn, lọt ông thầy vô. Lọt ông thầy vô, ngại, sợ lắm. Hiểu không? Cái cảm giác vậy đó quý vị. Nó nên cái cách mình làm vậy nó hay. Tính ra cũng chắc chục ca sĩ, mười mấy ca sĩ
mà còn dẫn gia đình theo nữa đó. Dẫn gia đình theo đó, nên từ nơi đó mà thôi kệ, Trung Thu vậy thì nó cũng vui. Nên cái chương trình bữa nay thì khoảng 5:30, 5:30 chắc nhiều mình nói chuyện thì chừng nửa tiếng, 6 giờ cho ca sĩ hát cho 1 tiếng hồ nó đi là 7 giờ, ha, cho 7:30 đi, thì 7:30 mà mình Trung Thu mà mình chơi tới 8:30 là cũng đặc biệt lắm rồi quý vị ơi, chương trình đó. Xong chương trình à, nên chương trình Nhân Đức cũng tính lắm quý vị. Nhân Đức cũng sắp xếp cho nó vui được. Nhưng mà bữa nay không có thể nào mà chương trình mà đi rước đèn đi lạng hoạng, nguy hiểm. Nguy hiểm. Cái bữa rước đèn kia Nhân Đức cũng ớn. Làm phim lại coi thấy ớn quá. Sợ ai mà té một cái nguy hiểm. Tại vì mấy bà lao theo mình nè, lao theo mình cuối cùng mà lỡ té, té một cái thì phía sau khoảng cỡ mấy ngàn người. Không, Nhân Đức nói nguy hiểm quý vị, cái trò đó không chơi được. Nên bữa nay là ngồi nghe nói chuyện đồ này kia xong hết, bắt đầu là mình cho đứng quay mặt ra phía trước. Xong Nhân Đức im im đi ra ngoài mình. Mình đi ra ngoài mình thôi. Rồi mình nói quý vị ra đây, thì họ từ từ họ đi ra à. Chứ nếu như mà mình nói mình đi kinh hành ra từ từ, họ không chịu đi hai hàng đâu. Mà chỉ cần 10 người lao theo là nó lao y theo ghê lắm. Nên mình im im, mình kêu đứng im đó nghe. Để tôi ra ngoài sắp xếp công chuyện một chút. Cái mình đi ra ngoài luôn, cái mình ở ngoài luôn, mình kêu ra cho nó chắc ăn quý vị ơi. Chứ không thôi cái số lượng đó lỡ cái chuyện gì sao. Thấy không? Nó... không, Nhân Đức nói vị nghe, chỉ cần mà té một phát thôi là mấy ngàn người nó giảm qua một quận thôi. Xong nhìn mà không biết mặt ai là ai luôn. Ồ, kiểu mà nằm sấp mà té mà nằm sấp mà nó giảm một cái tàu là tàu thịt không còn miếng thịt luôn. Tại vì nó đẩy, quý vị biết ở phía sau nó đẩy thấy ghê lắm. Phía sau không biết, nó tập trung lượng nó đẩy, phía sau đẩy tới hì, hồi sợ lắm. Bữa đó có 700 người mà còn thấy ớn, chừng đừng nói chi mấy ngàn người. Đi không được đâu. À, đi thì thấy nó vui thiệt á. Nhưng mà thôi để cho chơi tập thể mà ra cái sân chơi chung đi. Mà nó cũng vui lắm à. Nó, mà tính thì ghê lắm, chiều nay không dứt 50 cái là xong. Thầy cho chạy vô chánh điện ngồi chơi. Không mà về chùa mình là vui quý vị ơi, ngộ lắm. Về chùa là vui rồi ha, hạnh phúc rồi. À, nên cái chương trình gì Nhân Đức cũng tính dữ lắm, cũng sắp xếp dữ lắm. Vì người ta không à, vì nhớ mình là người biết tu rồi, cái tâm niệm vì người ta cho nó nhiều thì bị vui. Giờ Nhân Đức vì người ta mà chùa mình 2.000 người mà còn được, không chi bản thân mình gia đình mà chỉ có 3-4 người mà vì nhau làm gì không được. À, có 2-3 người mà vì nhau không được nữa thôi á, mấy ngàn người bao nhiêu chuyện vậy kìa mà người ta còn vì nhau được, người ta sống vui vậy. Còn nhà mình có 2-3 người mà mình có duyên với nhau. Trong Phật Pháp có câu nói rằng tu cũng nhiều kiếp lắm mới đi chung một chuyến thiền. Vậy thì ở chung ngôi nhà thì sao? Duyên dày lắm quý vị ơi. Còn ngồi cùng gì mà nghe Pháp không đơn giản đâu. Nên trong gia đình á, hòa hợp nhau mà sống. Mình hòa hợp với người ta, mình tha thứ cho người ta, người ta sẽ tự bị phản động lương tâm. Chứ đừng có nói mà mình hơn thua với người ta mà người ta sợ. Tha thứ cho người ta, lương tâm người ta sẽ tự quay lại. À, từ khi là hết duyên hết nợ thôi. Nên còn cái chuyện mà sống với nhau là nó phải có cái tâm mình là người biết tu. Mỗi người nhịn nhau lờ khỏe hơn. Khỏe hơn là đụng nhau một cái chu cái mỏ. Ồ, chu cái mỏ hung dữ lắm, hiểu không? Nên Nhân Đức nói rằng quý vị biết rằng là mình mà không nghe đạo mình hung dữ lắm quý vị ơi.
lanh dữ lắm chứ không phải giỡn đâu. Chết. Ừ. Mấy bà cũng không có hiền hậu gì đâu. Đụng mấy bà cái chết. Ghét dữ lắm chứ không phải giỡn đâu. Ồ. Nên khi mấy ông mà chậm chậm hiền hiền đâu, mấy bà lướt. Như nãy thì coi cái câu chuyện, không biết thằng chồng này nó làm cái gì mà con vợ này nó chơi ghê thiệt. Nó ban đầu nó nấu đồ ăn xong cho ăn, rồi nó ăn trái đậu bắp á, mà nó cắn khoảng nửa nó đút bằng cái miệng cho thằng chồng ăn luôn. Chồng nó chọn vợ tôi nay sao mà nó thương tôi dữ chậu. Một chút nó phá cửa nhà lại hết. Chồng nó hết hồn vợ chồng nay sao vợ nó làm gì kỳ cục vậy trời. Nó làm cái gì mà bữa nay nó phá cửa nhà lại chơi kỳ cục. Chồng này cũng sợ. Nhưng mà nói vợ chồng mà chắc nó phá cửa nhà chắc nó nghĩ cái gì đây. Chắc nó thương bất tử hay sao kỳ cục mà nó thương gì mà nó thương kỳ cục. Thương mà tự nhiên phá cửa nhà lên chứ. Phá cửa trước, phá cửa sau, phá cửa sổ, làm phá lên chứ. Chồng nói chắc bữa nay chắc nó tính việc gì hạnh phúc đây. Chồng đâu có ngờ. Xong cái ảnh thấy hạnh phúc, anh vô phòng anh nằm ngủ trước. Nên đâu nấu mình nước sôi vô. Trời ơi, thì ghê thiệt. Mà chồng nó kể là câu chuyện đáng sợ thiệt. Nấu nguyên một thích nước sôi. Bít điện quý vị. Nó vô. Nó chế từ trên đầu nó chế xuống. Chế nước sôi. Lột như chuột. Thì coi nước sôi mà nó đun cả 100 độ. Thằng này nằm ngủ đưa mặt con gì nó đổ. Đổ nước sôi vô người. Giống muốn giết chồng luôn, xử lý chồng luôn. Hận thù cái gì mà không biết mà thấy ghê. Gần vậy đó mà thằng này nó sợ, nó la lên. Trời. Giờ bị chế nước sôi xong kiệt sức rồi. Vì mà nó múc nước sôi tiếp tục nó tát nữa. Ghê chưa? Nó vậy đó mà nghe nói mà thằng này nó la lên mới rồi. Người ta xung quanh nó mới chạy lại. Mà phá cửa ban vô vậy mà bà còn đuổi theo. Bà nói là tao chưa đâm lòi hai con mắt mày, tao chưa có tha cho mày đâu. Mà ông này ông kể là mà ông khóc. Nói trời vợ con gì đâu mà nó kinh quá. Mà nó tự nhiên nó cắn cái đầu bắp. Nó cắn phần nữa đút vô miệng con cho con ăn. Mà dùng cái miệng nó đút cho con ăn. Nó nói từ xưa tới giờ con mới thấy vợ con đứa thua con nhiều tiếng ghê. Tưởng hôm nay nó hội tâm chuyển ý gì. Thương con dữ. Mà phá cửa nhà là hết trơn. Chế nước sôi vô bình chồng. Mà anh tưởng hôm nay hạnh phúc á. Anh vô nằm ngủ trước. Ôi tôi sợ quá. Không cái người phụ nữ chưa biết tu nó cũng ghê vậy. Bởi vì cái người đàn ông ngoài đời mấy ông đừng có lạng qua cửa cơ. Người phụ nữ nó kỳ cục lắm mấy vị ơi. Không biết nó nghĩ cái gì đâu. Trời ơi vậy mà nó chơi nguyên can. Mọi nguyên một ấm nước sôi mà. Nó vô nó chế vô mày đành đoạn làm thế ghê. Mình mấy chồng lột hết. Lột nó lột như da chuột cái mày. Lột. Mà quay cái cạch nó lên mà anh nói mà nó khóc lóc mà. Khóc lóc mà nức tức tưởi. Ghê không? Nó bởi vì mấy cái ông mà nó ngoài đời mà lãng hoạn. Tưởng đâu vợ mà nó hiền. Đàn bà nó hiền. Rồi mấy ông ra ngoài chăn hoa rồi này kia. Rồi nó nói mà không nghe. Có ngày như cái câu chuyện như Đức kể đó, mà ta lên báo luôn đó trời. Cái câu chuyện đó kể á, mà cái ông này mà ông lạng quạng lăng nhăng đó. Vợ nó nói nhiều lần không nghe. Bữa đó cái đầu nó cho ăn uống cái gì đó. Rồi xong rồi bắt đầu nằm đó ngủ. Vậy mà nó vô nó dứt một cái mất tiêu thằng nhỏ. Thì ghê thiệt. Ghê chưa? Bởi vậy thôi. Bởi vì ăn tổ tại sao mà ngày chú tâm ngày dạy người phụ nữ dữ vậy? Tại nhìn người phụ nữ họ vậy đó. Họ thương thì họ thương ghê lắm.
Nhưng mà họ quay là họ hẳn là có khi mà ăn không được là giết. Họ giết. Thôi 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 mình sợ quá. Không, mình nói thời cuộc này á, có nhiều người đàn ông cũng dữ dằn lắm, cũng không có giờ đơn giản đâu. Nhưng mà người nữ, cái tâm người nữ, Phật đã nói mà, cái tâm người nữ dữ với mấy vị, nó ẵn nhẹm bên trong dữ hơn đàn ông. Tuy đàn ông họ hô hà vậy đó, nhưng mà họ không đến nỗi như người phụ nữ đó. Nhưng người phụ nữ thì họ lại mộ đạo nghe. Mình nhìn xuống đi, nữ đông. Nên sau này á, mà được một số mấy ông này nè, là do cái thời gian này những đứa phóng sanh chim cu à. Thì bao nhiêu năm mấy vị biết toàn là chùa mình phóng sanh chim chia sẻ không? Thì mà nhiều năm rồi chim chia sẻ không? Thì mấy bà về tu đông quá trời. Sau này những đứa ngồi suy nghĩ là tội nghiệp mấy ông đàn ông. Bây giờ cái nghiệp chướng gì nó trở ngại. Mấy ông đàn ông sao ít về tu quá. Nên những đứa quyết định là những đứa thả chim cu. Bây giờ thì coi hai bên chùa phóng sanh lần nào cũng có chim cu bay dù dù. Nên mình phóng sanh chim cu mong hồi hướng cho mấy ông đàn ông. Để cho mấy ông bỏ rượu chè, bỏ thuốc men để mấy ông về chùa ông nghe pháp ông tu hành. Đỡ cho mấy bà đàn bà. Hiểu không? Mà mấy ổng mà tu rồi, nghe mấy ổng mà mộ đạo rồi là mấy bà dễ đi tu. Mà không có cản trở mấy bà. Nhưng mà những đức là được á, đàn ông cũng thích lắm á. Tại cách nói chuyện những đức nó thẳng quý vị. Với mình cũng không nói mình tốt đẹp gì. Nên từ nơi đó mà người ta dễ tiếp nhận hơn. Nó thì nguyên khoảng thời gian này từ đây về sau á, mỗi lần phóng sanh là tôi sẽ mua chim cu tôi thả cho mấy ông. Hồi hướng cho mấy ông đàn ông nha. Nè. Mong cái nghiệp chướng tiêu trừ. Đừng có nghĩ mình là phước báo dày rồi mình không đi tu nghe. Phước báo có dày dày cho thế gian chứ nghiệp lực nó đến chết đó. Chứ đừng nói chuyện dẫn chơi mấy ông u. Bây giờ mấy ông coi, mấy ông ngồi bên này có một chút xíu. Mà tưởng là bên đây mấy ông mà nhìn qua cũng mấy bà luôn. Quay lại nhìn có mấy hoa. Bây giờ mấy ông coi nguyên một cái mặt tiền mà mấy bà chiếm ưu thế. Mấy bà không. Nhìn lại mấy ông leo que có mấy ông. Có cái ông đó nghe pháp mà ông ngồi chùm hổm. Ông ngồi chùm hổm. Ông ngồi chùm hổm chú tí tí. Ủa quay phim lên á, bữa đó gặp ông nói: ủa chú, sao chú nghe pháp mà chú ngồi thê thảm vậy? Ông nói là không có ngồi xích bằng được. Hỏi sao? Mấy bà cứ khiều khiều cái chân. Ý bà kêu là ông xếp gọn lại để tôi ngồi. Vậy mà thấy mấy bà làm vậy tội nghiệp mấy bà thôi. Ngồi đầu tiên thì đưa cái chân lên, còn cái chân xếp bằng. Một chút cái bà đụng cái chân kia luôn. Cái cuối cùng đưa hai cái chân lên. Nghĩ rằng ngồi một chút thì mấy bà cũng tha thứ mấy bà cho xích bằng nữa. Cuối cùng bà xếp lại, bà xích lại. Cuối cùng không có dám. Tại vì nhìn xung quanh toàn mấy bà không, nhớ mấy bà đông quá. Cuối cùng ngồi chùm hổm nghe pháp. Ngồi nghe thầy giảng tiếng mấy đồng hồ xong về đi Ấn Độ. Đi Ấn Độ. Không mà đàn ông á, người ta mà ngồi chùm hổm khó lắm quý vị ơi. Mà bị bắt người ta ngồi tiếng mấy đồng hồ. Mà cái ông này ông cũng mộ đạo lắm đó quý vị. Ông ngồi tiếng mấy đồng hồ ông nói về. Ông tho thẻ như Đức nói là con nói thầy nghe chứ. Đúng là về đi không nổi thầy ơi. Nói gì là bị hiểu rồi. Ông nói là đau khổ vô cùng. Trời ơi mấy ông gì đâu mà ít. Bị mấy bà nó chiếm ưu thế á. Như bên hộ pháp á, hồi đó đầu tiên là mấy ảnh được ba hàng đầu với một khúc bên bên. Mà ở bên giống như là đường hẻm. Vậy mà mấy bà đẩy từ từ mà dứt luôn ba cái hàng đầu. Mấy ổng xích vô đường hẻm. Mấy ổng vô đường hẻm xong mấy bà dứt luôn cái đường hẻm. Vô đường hẻm luôn. Không mà nói bây giờ phái nữ nó, cái ưu thế phái nữ giờ đi tu mạnh.
Bởi vì mấy ông là cứ ngồi im không có dám nói, tại vì cái lượng của phái nữ đông quá. Không nhìn người ta vậy, nói người ta nghiệp chướng nặng nề chứ người ta tu nhiều người ta ngon hơn đó. Ta ngon hơn á. Nó nên ngày Hoàng Niệm Tổ ngày nói cái thời mạt pháp người nữ thành tựu nhiều. Tại người nữ tu nhiều quá. Người nữ tu quá nhiều. Thấy không? Nó nên bây giờ mong mà từ đây về sau phóng sanh vậy đó. Rồi hướng cho mấy ông. Mong mà mấy ông mà uống rượu như tôi ngày xưa, ăn chơi như tôi ngày xưa, giờ quay đầu hướng thiện. Nên bây giờ mình mà bỏ rượu bỏ thuốc được á, là rằng ông của mình nó khỏe lắm, mà nó thông minh dữ lắm, rồi gia đình nó mới hạnh phúc. Thuốc phì phà hoài bao nhiêu năm thôi bỏ đi, nó cháy gan cháy phổi. Rượu mà uống vô nó mê mờ, lúc mình tỉnh thì mình nhìn người ta mình nói đàng hoàng lắm, nhưng mà mình nhậu vô khi mình nhìn vợ người ta mình chọc ghẹo tầm bậy. Ồ, kỳ lắm mấy vị ơi. Bởi vì Phật chế cái giới uống rượu là sợ ghê lắm. Vì khi mà mình tỉnh thì mình nói chuyện đàng hoàng lắm, mà uống rượu vô mình nhìn cái bà già mình cũng chọc nữa. Uống rượu vô là nó ba trợn, mà chọc vợ người ta. Hồi xưa dưới quê là chiến gia bị đánh cái chuyện chọc vợ người ta. Uống rượu vô xỉn cái thấy người ta đi trước mặt, vợ người ta đi trước mặt, đi ẻo 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 ẻo, ẻo, ẻo đi mua bánh cam gì đó mà lỡ khiêu móc vợ người ta đó trời. Ta la lên cái quýnh, bay ra quýnh quá trời quýnh. Chứ quê là ưa chuyện đó lắm. À, do uống rượu mà ra đó. Nó nên từ nơi đó mà bỏ rượu được là thông minh liền nha. Hồi xưa tôi uống rượu rồi cái mặt tôi như Hà Bá. Tôi nói thiệt á, uống vô rồi cái mặt thấy ghê lắm mấy vị ơi. Tôi nói tôi ghê lắm. Hãy nói mình vậy đó mới độ người ta được. Chứ mình mà không nói mình dữ dằn là mình không có độ được người ta. Người ta nghĩ mình là người có thiện căn dày lắm mới đi tu được. Tôi thiện căn gì đâu chợ. Ngày xưa tôi chạy xe thấy ạch, tôi nhậu mà tôi ói xong rồi tôi lăn ở trong cái đống ói. Con chó nó lỡ sủa tôi làm chó chạy vù luôn. Chó sợ tôi luôn mà. Vậy đó mà bây giờ tôi đi tu được, tôi giảng pháp bị nghe rầm. Giấu giếm gì đâu. Vậy thì tất cả những ông mà ăn nhậu quýnh vợ quýnh con, bây giờ sửa đi. Sửa thì tốt gì đâu. Mà sửa người ta tôn trọng mình liền nghe. Vợ nó tôn trọng mình lắm. Trời ơi, con vợ nào mà không mừng khi chồng mình mà không nhậu nhẹt, không hút thuốc. Mà khi không hút thuốc mình lại gần vợ mình nó cũng thương. Tại vì nó không nghe mùi hôi. Mình không uống rượu mình thở cũng không có hôi nữa. Vợ nó thương nhiều hơn. Chứ mình mà hút thuốc uống rượu nó hôi rình nè. Nhất là hút thuốc răng vàng khè. Nó rồi bao tử phổi nó cháy tùm lum. Thấy không? Nó nên mấy ông mà nghe công đoạn này bỏ rượu đi mấy ông u. Bỏ rượu đi. Thấy không? Bỏ thuốc đi giữ cái gia đình hạnh phúc quý vị ơi. Mà mấy bà mà nghe gì mấy bà cũng mừng lắm. Thấy không? Cái đoạn này mấy chú mà bên TikTok có cắt khúc nhỏ này nè, đang cho mấy ông nghe. Để cái tựa đề đó, các quý ông cần nghe đoạn này. Thấy không? Đoạn ngắn này nè chứ ông đâu có chịu đựng mà từ cái đầu kia mà nghe tới đây. Nên cần có cái bên TikTok phải cắt cái đoạn này để mà đưa lên cái trang TikTok đó, 5 phút 10 phút cho mấy ông nghe. Thấy không? Tôi nói là chính cuộc đời tôi nè, rõ ràng nè, bỏ rượu nè, nghỉ ăn chơi nè, mà làm nên cuộc đời sự nghiệp luôn á. Tôi mà tới bây giờ mà ăn nhậu bê tha tới giờ là tôi chết queo trong cái mùa dịch. Tôi lầy dữ lắm. Tôi nhậu tôi lầy lắm. Hồi xưa chưa nhậu mặt hiền khô, không có dám nói chuyện gì nhiều đâu. Vậy mà uống rượu vô nói chuyện ghê lắm. Những đứa mà uống rượu vô nói chuyện ghê lắm. Nói chuyện mà gặp ai cũng chọc. Gặp gái chọc gái, gặp bà già chọc bà già. Chọc láng luôn. Gặp mấy bà Mỹ nói tiếng tàu lao theo luôn. Lầy mà bí bị, hư mà. Đụng ai chọc nấy. Không biết cái tiếng gì, nghe tiếng gì cũng nói đại theo. Kệ mày nghe, nghe không nghe là thôi. Ờ vậy nó kỳ cục lắm, bị vô duyên lắm. Ờ à, nhậu vô ghê lắm. Bởi vì không bỏ rượu một cái là thông minh. Mà giờ mà trời ơi nuôi mấy bà già quá trời luôn.
Mà ai mà ngờ được ngày bây giờ mình gì đâu. Bởi nhiều bạn nhậu ngày xưa bây giờ gặp lại những đứa nói mày hả? Phải mày không? Nói tao nè chứ. Tại ngày xưa bạn nhậu mà cứ ngồi quán cốc, rồi ngồi ngay vỉa hè thành phố mà, ngồi cái dầu đường Xuân Nguyệt Ánh, trước kế Minh Khai, Nguyễn Thị Minh Khai, Xuân Nguyệt Ánh, gần công viên Tao Đàn, Trống Đồng, lũi lũi khu vực đó ngồi nhậu. Đó, nhậu mà bữa nào có tiền thì bia, bữa nào có tiền rượu chuối, bữa nào được chút xíu thì bia hơ, làm lát hết. Trời ơi, nó lầy lụa đi mà đường nghinh ngang, thành phố mà cỡ áo ở chăn đi. Ghê không ai biết cái người này bây giờ. Bởi vì nhiều bạn bây giờ nó coi TikTok, nó coi trên mạng, nó thấy mình nó hết hồn. Mà bây giờ nó tìm về Nhân Đức nhiều lắm nghe. Bạn Nhân Đức á, bạn nhậu ngày xưa tìm về mình ghê lắm mà nó đâu có biết gì đâu. Thì nó nghe mình giảng, nó gặp mình, nó lỡ, nó bắt tay đồ. Ủa mày đó hả Hiền? Tao này chứ ai. Trời ơi, phải bạn của tôi không trời? Hồi xưa bạn quậy lắm mà bây giờ sao bạn giảng pháp dữ vậy bạn? Thì ngày xưa tao quậy, bây giờ tao hết quậy. Vậy thôi. Ủa mày bây giờ còn quậy không mày? Mình nói chuyện với nó, vậy nó hay lắm nghe. Mình nói chuyện vậy đi một chút mình mới giải thích cho nó nghe. Chứ mình đừng có, ngày xưa mình hư vậy đó, mà bây giờ mình tu nó vừa gặp mình, ủa mày đó hả? Ê. Bây giờ khác ngày xưa mày. Là nó xa cách. Mình tu nhưng mà đối với người ta chưa tu, mình cứ giữ cái mức tự nhiên rồi mình dạy người ta từ từ. Mình dạy người ta từ từ. Không, riêng Nhẫn Đức nói chuyện với người ta vậy, nhưng mà Nhẫn Đức kêu mấy anh em trong chùa lỡ nói cho họ nghe về quy tắc trong chùa cho họ biết. Chứ bản thân mình không nói. Bản thân mình nói rồi đây bạn bè nó nói, nó lên mặt với tao. Ngày xưa nghĩ khí rồi thì ghê, mà bây giờ nó lên mặt với tao. Thấy không, nó nói mình đâu có độ được. Đâu có độ được đâu quý vị. Vừa bạn bè mà đến chùa quá trời luôn. Ăn nhậu không? Mới hôm qua có thằng đến nữa, nhìn te tu tả tơ chứ. Như Đức nói cố gắng ăn chay niệm Phật đi nghe. Tao nói mày phải nghe. Tại vì tao mày ngày xưa nhậu dữ lắm, mày thấy được cái gì đâu. Mà bây giờ tao nuôi gần 2.000 người đó mày. Trời trời, mày nuôi tầng 2.000 người hả Hiền? Mày có tiền đưa tao chút đỉnh cho nó. Không có mày ơi. Không có. Trời ơi. Lên chùa nó còn ghê gớm vậy. Nó sắp xếp được không? Tối hôm nay hai anh em đi ra ngoài kia làm vậy trái xe còn đỏ. Thôi. Mệt quá. Bỏ lâu rồi. Ủa bỏ hả? Vì tưởng đâu đây có điều kiện chắc uống lê rai. Nó không có. Bỏ lâu rồi. Thấy không? Bạn bè mà gặp vậy mà mình vẫn giao tiếp, mà vẫn nói chuyện với nó. Vậy mà đủ được đó. Ừ. Nó giống như bạn ngày xưa, bạn thăng tài, thăng từ nhỏ tới lớn. Giờ hai vợ chồng làm tượng Phật ở kế đây luôn. Bỏ đồ chay đồ này kia, ăn chay trường tu luôn. Thấy không? Đó. Nên từ nơi đó mà thấy quý vị thấy rằng bỏ rượu, bỏ thuốc, bỏ ăn chơi là gia đình hạnh phúc. Hay lắm, đặc biệt dữ lắm quý vị ơi. Chùa mình Trung thu mà trở thành gọi là một mô hình Trung thu đặc biệt nhất luôn. Chương trình Trung thu mà đưa lên quý vị coi vừa hay mà vừa vui. Mà có pháp giảng đó chứ, đâu phải Trung thu chơi không đâu. Bài pháp 4 buổi Trung thu là 4 buổi thuyết pháp đều là nghe hay lắm. Nó đi vào trọng tâm. Này cái quan trọng không? Đó, nhưng mà có tiền bạc gì đâu, xài lái rái. Vừa hết tiền có tiền nữa, gì mới ngon. Không? Có gì mà ngàn tỷ mà chết tức chết mù. Chết chưa xài nhưng tức. Là ma. Quay là giữ tiền. Không làm ma cũng chưa chắc đâu. Thằng chung ấm ông có cửa đó. Nếu như 1.000 tỷ mà ông không xài mà ông tạo nghiệp lớn, chết đỏ luôn. Chứ không có cửa làm ma đâu. Làm ma là còn cơ hội. Làm ma là còn cơ hội. Thế còn cơ hội khi người ta đi chùa, ông đi theo rồi đấy. Cơ hội nghe pháp đó. Làm ma là còn cơ hội đó nghe. Chứ nó đỏ rồi là khó. Ừ. Ho đó là ho nhắc nhở mấy người mà giàu mà không biết tu. Vô thường phải không? Vô thường bất chợt. Ghê lắm.
không đơn giản đâu. Nên có nhiều người trong cái cuộc đời mà không tiếp nhận Phật pháp, đó là một cái điều thiếu phước nhất trong cuộc đời mình, 100%. Không phải là chúng ta mà gặp Phật pháp chúng ta tu học mà chúng ta nói quá đáng, chứ thật sự mà nói là không có được gặp Phật pháp là thiếu phước, thiếu phước lớn. Phật nói trong kinh là thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Thân người đã khó được mà có được thân người, mà cái xây dựng từ cái thân người là từ Phật pháp năm giới. Mà nếu như mà con người này có thân người mà không gặp Phật pháp thì mất thân người là chắc, mất thân người là chắc. Cha mẹ cho cái thân đã là quá ơn nghĩa, mà Phật cho cái huệ mạng còn lớn hơn. Nhưng mà mình mà không gặp được Phật pháp thì coi như là cuộc đời mình đúng là thiếu phước lớn. Đa phần tạo nghiệp không, đâu có biết tu phước tu duyên gì đâu quý vị, đâu có biết tỳ hỷ gì đâu. Đa phần đều ganh tị, rồi thấy nó hơn mình là ghét. Nó không biết tu rồi nhà kế bên nó xây cái nhà cao mình chùi cho nó sập. Nó thiệt á, chứ không phải dân chùi cho sập á. Thấy ai cứ vợ đẹp đẹp rồi nó bực bội. Cứ vợ sao vợ đẹp, vợ tao không, tôi tức kỳ cục. Thấy người ta chồng người ta cao ráo đẹp trai hơn, tức. Mày sao mày lùng mà có chồng cao. Ghét mày. Xử lý luôn mày về. Không có giỡn đâu quý vị ơi. Cái sự ganh tị của người ta nó kỳ cục lắm quý vị. Ví dụ như bây giờ người ta mang đâu guốc cao, người ta đi người ta đẹp. Nó dùng thứ lùng xỉn mang guốc cao. Guốc cao mới đẹp. Ghét. Ganh tị đủ chuyện, thấy là mua bộ đồ đẹp hơn tức. Nay mà đặt mua đồ đẹp. Tướng gì mà bận đồ gì. Nói vậy thôi. Không biết tu là cái ý niệm ác cực kỳ nhiều. Ừ. Ho kỳ cục ghê. Thấy không? Nó nên cái tâm niệm ác đó, nó kỳ lắm mấy vị, nó ghê lắm. Mà nó ẩn nhẹm trong cái tâm khảm, trong cái a lại giới thức mình nó đầy. Nếu như mình mà không nghe Phật pháp, mà không tu, mình không phát triển cái thiện tâm thì cái niệm ác nó phát mở rộng. Nó mở rộng cái ác tâm vậy. Cả ngàn tỷ mà chết một cái không cầm theo được gì. 1.000 tỷ là rất nhiều. Nếu mà bây giờ mà nói mà mình có 1.000 tỷ là mình xây chùa Đại Tùng Lâm này sạch luôn. Đất Đại Tùng Lâm được xây sạch luôn, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nhân Đức nói thiệt, với cái tuổi Nhân Đức mà nếu mà có tiền gì, Nhân Đức xây chùa chiền ở Đắc Hòa Thượng hết luôn. Xây xong rồi Nhân Đức sẽ nỗ lực trong vòng 5 năm thôi, hình thành hết tất cả đạo tràng. Hình thành hết tất cả đạo tràng đã xây được trong vòng 5 năm. Đó là cái mà bản thân của mình nó phát tâm mạnh, mà phước duyên chúng sanh biết làm sao Nhà Đức biết. Nhưng mà dưới cái khả năng Nhà Đức là làm là chắc chắn là được. Quý vị coi như cái ngôi chùa này bao lâu đâu, khi xây xong bây giờ chưa chừng khoảng 1 năm mà. 1 năm mà nó đã hình thành. Bây giờ cái ngôi chùa mỗi ngày gần 700 người ở niệm Phật. Không đơn giản đâu. Hình thành một nội bộ luôn. Đó là cái việc mà nhanh nhất và tổ chức cực kỳ nhanh, mà cái đầu mà sắp xếp là nó quá đặc biệt rồi. Được. Mà thiên thời địa lợi nhân hòa. Có con người để hỗ trợ quý vị. Nó mới được gì đó nghe. Nên mình bệnh mình cũng làm cho nó mắc cười một chút. Ho cũng ho tiếu tiếu. Thấy không? Nên nhiều người đúng là đáng thương. Giống Hòa Thượng Tịnh Không ngày kể có một câu chuyện. Mà cái ông này là ông gọi là tỷ phú thế giới. Tịnh Không ngày kể á, khi ông chết, ông để di chúc lại cho con chó. Kỳ cục thế gian này sao, có nhiều chuyện lạ kỳ. Thế thì ông để di chúc lại cho thầy Nhân Đức à, ngon biết mấy đúng không. Để di chúc lại con chó. Tôi cũng tuổi con chó nữa. Để cho con chó súc sanh. Chỉ để con chó thầy Nhân Đức thì ngon quá. Làm bao nhiêu chuyện đó không? Mà thấy người ta hỏi ổng. Vì ổng chết xong mà ổng để di chúc con chó, ổng đi đâu? Đi vào súc sanh. Thì cái tâm ổng đặt súc sanh nặng quá, nên đi vào loài súc sanh. Thì thấy không biết tu kinh chưa? Nó là vô thường mà nó bất chợt đến với mình.
Nên những đứa kể câu chuyện cái bà đó mà bà gửi tiền ngân hàng, gửi tiền ngân hàng lấy không chưa được mà chết. Chết xong quý vị biết làm cô hồn, cái này là thăng trung ấm. Thăng trung ấm quay quần. Bà đi qua bên ngân hàng, bà ngồi bên ngoài bên. Sao biết kì? Bà mới về nhà bà nhập vô đứa cháu. Nói là tao gỡ tiền bên ngân hàng lấy chưa được. Tức quá. Ngày nào tao cũng qua bên ngân hàng tao ngồi bên đó. Tao tức quá không lấy tiền được. Thấy chưa? Cái tâm mà nó tham chấp, nó nặng nề. Thấy kinh chưa? Nên mai mốt ai mà gỡ ngân hàng có chết thì đi về cực lạc đi nha. Ồ. Mình lỡ gỡ tiền ngân hàng mà lỡ chết rồi thôi. Mà muốn được vậy là phải nuôi cái tâm niệm Phật cho nó mạnh. Đi về cực lạc thì nó mới không dính. Thôi là nó dính á. Tại vô thường bất tử, chúng ta trở tay không kịp quý vị ơi. Khi bây giờ mình đang khỏe re gì mà chút nó chết. Ai biết được chút chết á. Khi như Đức giảng pháp xong té ngang, ịt chết queo. Ai biết được trời. Nhưng mà chết không đến nỗi té kỳ cục gì nữa. Không. Chết cũng kiếp chỗ nào ngồi cho đẹp đẹp chút mà chết. Té le lử kỳ cục lắm. Thấy không? Nên từ nơi đó mà cái tâm niệm mà cầu sanh cực lạc cho nó mạnh. Vì cái cõi đời này nó rất vô thường quý vị. Nó cực kỳ vô thường luôn. Ví dụ như mình mạnh đó, bệnh đó, bệnh đó, vẻ đó, nó vô thường, nó lẫn lộn bên trong để bản thân chúng ta là giờ giờ khắc khắc mình chân quý cái nhân duyên còn ở cái cõi đời này mà mình cố gắng tu phước tu duyên. Cái quan trọng là gì? Tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên tu hành là tu vậy đó, mà nhắc hoài đó, nhưng mà cái người trẻ mình tiếp thu được thì nó kết quả. Nhưng mà cái người mà người ta không tiếp thu được là nó vướng đó. Nó vướng quý vị ơi. Nhất là trong cái cuộc đời này, mình tạo ra cái gì lớn quá là mình dễ dính cái đó. Tạo chùa dính chùa đó, tạo nhà dính nhà, tạo vợ dính vợ, tạo chồng dính chồng, tạo cổ dính cổ, tạo cái gì dính cái này. Nên trong cái cuộc đời này làm sao mà mình không dính được, nhưng mà chỉ có cái pháp tu và cảm giác được Tây Phương Cực Lạc đặc biệt thì bản thân của chúng ta mới buông được. Nếu mà không gầy dựng mỗi ngày là không buông được đó. Những đức nó không gầy dựng mỗi ngày là không buông được. Mà mình đi về cực lạc được thì mình mới làm được nhiều việc. Mình làm được nhiều việc mà bản thân mình còn thoát khổ. Còn mình mà không về cực lạc là cái như cái khổ này nó triền miên. Triền miên vĩnh cửu, nó không thoát được luôn. Đó, nên những cái bài học mà về những câu chuyện gì này nhắc nhở về cuộc đời vô thường mà nỗ lực lo tu. Cố gắng lo tu. Như bây giờ bữa nay những đức bị bệnh ho, nhưng mà những đức giảng lên chia sẻ Phật pháp thấy không? Đâu bỏ cuộc đâu. Lên được là mình lên. Con người nó bệnh với phấn trắng đúng không? Mặt mày cũng đúng không? Mình đâu có cái gì mà đến nỗi mà mình phải âu sầu gì, bệnh đau bệnh âu sầu gì. Nằm thì nằm nó niệm Phật, còn ngồi được thì đi giảng pháp. Có gì đâu sợ. Phật đã dạy mà sanh già bệnh chết. Con người bệnh đau là nhắc nhở mình vô thường. Nhắc nhở mình cố gắng tu hành. Cái này là cái quan trọng trong cái cuộc đời người ta. Quý vị nghe những điều đơn giản này, mỗi người sống trong cuộc đời này cố gắng đi. Niệm Phật, ăn chay, đi đứng nằm ngồi cứ niệm Phật. Rồi đủ duyên đem Phật pháp giới thiệu cho người ta. Rồi ai không tu kệ, vị cứ nghe pháp giảng mỗi ngày, rồi quý vị niệm Phật đi. Những đức nói trong cuộc đời dù là khổ đau trùng trùng, nhưng ghi quý vị không có khổ. Chắc chắn là không có khổ. Nhớ nghe. Cái quan trọng là cuối đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Nhớ nghe quý vị. Ai vừa đào vợ. Bây giờ chúng ta đọc 12 lời đại nguyện quý vị. Để cho người còn sống hay người đã mất hay hương linh thai nhi, vì nghiệp phá thai hay củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ đi vô đây tu chung với chúng ta đều phát nguyện cầu sanh cực lạc nha. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung,
tâm hồn không hôn mê. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hóa sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chống viên thành toàn giác. Chúng ta phát nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm, và khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. Ai gì nào Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.